Không còn nghi ngờ nữa, Lâm Nam Phương chính thức theo chồng, couple gà bông đáng yêu nhất top top, truy tìm danh tính thật của Thảo Gia Ua. Đấn sân làm diễn viên, người được khen kẻ bị chê tê tả, mẹ chồng Võ Hạ Trâm tự tay vào bếp đãi con dâu, cưng cháu gái Việt lai ấn như trứng mỏng. Không còn nghi ngờ nữa, Lâm Nam Phương chính thức theo chồng, hé lộ danh tính của chồng cô nàng sinh năm 2004. Mới đây trên trang TikTok cá nhân của mình, cô nàng TikToker Lâm Nam Phương đã đăng tải hàng loạt video mặc áo dài và váy cưới nhằm khẳng định theo chồng về dinh khiến khán giả vô cùng hoang mang. Netizen luôn miệng đặt ra câu nghi vấn liệu đây là sự thật hay chỉ là quay MV. Thì mới đây hàng loạt TikToker khác cũng đăng tải chiếc video vương băm quả cho đám cưới của Lâm Nam Phương. Nhiều người còn quay video cùng cô dâu lại khiến khán giả tiếp tục dậy sóng. Người thì cho rằng cô nàng cho dựng rạp ở giữa đồng nên chỉ là MV thôi. Người thì bảo đó chỉ là background chụp ảnh và vẫn tin đây là đám cưới thật của cô nàng. Hiện tại Lâm Nam Phương vẫn đang còn úp úp mở mở về câu chuyện chống lại của mình. Danh tính của chồng cô được hé lộ và dân mạng đồng đoán có tên là Duy Bình. Hiện vẫn chưa biết rõ sự thật về danh tính của nhân vật này. Một ẩn số tiếp tục cho cuộc tình của cô nàng. Gà bông đáng yêu nhất top top, chuyện tình không kém phần drama nhưng vẫn nhận lại nhiều ủng hộ. Chuyện tình gà bông của hot TikToker Quỳnh Anh và chàng hot boy điển trai Nguyễn Thành từng khiến dân tình suýt xoa bởi sự ngọt ngào lãng mạn. Quỳnh Anh sở hữu tài khoản TikTok với hơn 2 triệu người theo dõi và được nhiều người biết đến thông qua loạt video clip trên nền tảng mạng xã hội này. Nguyễn Thành từng gây bão cộng đồng mạng nhờ vào thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai và phong cách ăn mặc Hàn Quốc. Quỳnh Anh và Nguyễn Thành quen biết và bắt đầu yêu nhau từ đầu năm 2022. Sự dịu dàng mà anh chàng dành cho Quỳnh Anh một thời là niềm ao ước, ngưỡng mộ của hội chị em TikTok. Thời gian trước đó, Nguyễn Thành từng lên tiếng xác nhận việc anh và bạn gái đã đường ai nấy đi khiến nhiều fan của cặp đôi bày tỏ sự nuối tiếc. Tuy vậy, chàng hot boy cũng khiến người hâm mộ cặp đôi không khỏi bức xúc khi có người mới chỉ sau một tháng chấm dứt mối quan hệ cũ. Một số ý kiến cho rằng Nguyễn Thành đã có người thứ ba nên mới chia tay Quỳnh Anh. Trước tin đồn trên, anh chàng cũng đã lên tiếng đính chính và xác nhận không làm gì có lỗi với đối phương. Hiện tại cả hai đã quay về bên nhau và hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc. Cặp đôi trai đẹp gái xinh đầy khiến netizen cứ xích xò mãi thôi. Truy tìm danh tính thật của Thảo Gia Ua. Đâu mới là con người thật của Thảo Gia Ua hot trend một thời. Thảo Gia Ua là một cái tên đã khiến cho cộng đồng mạng TikTok phải điêu đứng với clip diện chiếc váy đỏ sang chảnh và nhảy múa trên nền nhạc remix để quảng cáo cho Gia Ua hay sữa chua nhà làm của mẹ mình. Mục đích ban đầu của cô chỉ là để giúp mẹ mình bán hàng, nhưng không ngờ mình lại nổi tiếng quá khiến cô cảm thấy không quen và từ đó trend Thảo Gia Ua ra đời. Trước đó, cô cũng đã nổi lên với trend mắc cỡ quá hay ơi bởi những clip pha trò cực kỳ viral khiến mọi người phải mắc cỡ dùm. Được cộng đồng mạng yêu thích bởi những outfit độc lạ trên nền nhạc remix nên được các bạn yêu thích và gọi với tên chị hai. Cũng từ đó mà trend mắc cỡ quá hay ơi được ra đời. Không dừng lại ở đó, thời gian gần đây, dân cư mận top top cũng đua nhau truy tìm danh tính thật của cô bởi vì không biết đâu mới là thật đâu mới là giả. Không như những TikToker khác nổi trội bởi ngoại hình, mặc dù Thảo Gia Ua mang vẻ ngoài khá xinh xắn nhưng hệ điều hành của cô lại bị lỗi nhận diện danh tính bởi không ai biết được những gì cô đăng có phải là thật hay không. Liệu cô bán vé số, hát quán karaoke hay cô có bao nhiêu đứa con là thật vẫn còn là một ẩn số. Có những comment vẫn đang ráo riết hỏi chính chủ về số lượng con mà cô sở hữu, có người nói 5 nói 6 nhưng con số chính xác vẫn không ai thật sự biết. Vậy rồi ai mới là Thảo Gia Ua thật, rồi bả có bao nhiêu đứa con, ai biết comment cho tôi biết với được không? Đấn sân làm diễn viên, người được khen kẻ bị chê tê tả. Chàng TikToker xinh, Ngô Đình Nam, Tín Nguyễn, Đoàn Thế Vinh đóng phim tình cảm. Mới đây, chàng hot top top cho ra mắt thước phim ngắn nói về tình cảm tuổi học trò. Bộ phim kể về chàng hot boy trùm trường do Ngô Đình Nam thủ vai và thích xinh nhưng xinh lại không thèm để ý tình cảm của Nam, thậm chí là ghét cay ghét đắng anh ta. Nhưng Nam vẫn luôn lo lắng, quan tâm bảo vệ cho xinh nhưng đến một ngày thấy xinh thật mật cùng Vinh Thế nên đâm ra ghen ghét hãm hại, bắt nạt Vinh khiến Vinh phải xa cách xinh. Và điều này khiến cả ba không ai được hạnh phúc. Đã suy rồi mà chị còn cho coi mấy bộ như này nữa là làm khổ tụi em lắm á hu hu. Mặc dù nội dung và diễn viên khá là cuốn hút nhưng vẫn khiến khán giả không hài lòng. Phải chăng mọi người đang quá khắt khen không? Trong khi xinh, Tín Nguyễn và Thế Vinh thì được khen vừa xinh vừa diễn xuất sắc, tạo hình nhân vật hợp, dịu keo quá trời quá đất. Khi Ngô Đình Nam lại bị dập tê tả thì bị nói là nhìn hài hước, không hợp với nhân vật trùm trường. Nhìn trông cứ buồn cười sao á hi hi, mà có mấy má cũng lạ lạ. Phim người ta đóng mà sao cứ hỏi ly trà sữa có sao khung đài sale. Thèm quá thì cày cho chị yêu triệu view hay gọi chỉ mua cho mỗi em một ly ha khà khà. Mẹ chồng Võ Hạ Trâm tự tay vào bếp đãi con dâu, cưng cháu gái Việt lai ấn như trứng mỏng. Võ Hạ Trâm bị da rìa khi về Ấn, cho con gái sang Ấn Độ ăn Tết Diwali. Cô bé ăn chay từ bé nhưng cực kỳ khỏe mạnh,
Em bé Lai Ấn Độ lúc chào đời đen nhẻm giống bố, trộm vía giờ 2 tuổi trắng trẻo, quá chừng là xinh. Ai nữ Lai Ấn nhà giọng ca về với em Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ Vikas Chauhaji. Bé Moon từ khi chào đời đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ. Cả hai chào đón thiên thần nhỏ vào tháng 7 năm 2021. Bé gái có tên thân mật là Moon còn tên thật là Chauhaji Vai Hali Tây Phương. Võ Hạ Trâm là người ăn chay trường trong suốt 13 năm qua. Cô luôn bật cách ăn uống hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn mang thai và chăm con. Đang nói, bé Chauhaji Vai Hali Tây Phương cũng được mẹ cho ăn chay và trộm vía phát triển khỏe mạnh, thậm chí nhấp đi còn cao lớn, khỏe mạnh hơn các em bé đồng trang lứa. Càng lớn, con gái Võ Hạ Trâm càng giống bản sao của bố, đặc biệt là các đường nét trên gương mặt chuẩn 100% vẻ đẹp của Ấn Độ với đôi mắt hai mí to tròn, lông mi cong vuốt, mũi cao, gương mặt nhỏ nhắn. So với lúc nhỏ thì ái nữ nhà nữ ca sĩ có màn lột xác khiến nhiều người phải trầm trồ. Nói về việc cho con ăn chay trường từ khi còn bé xíu, Võ Hạ Trâm chia sẻ, em bé Moon đã tập đứng được rồi. Trộm vía em ăn chay trường giống mẹ nhưng vẫn cứng cáp và phát triển khỏe mạnh nên các mẹ nào đang trường chay cứ vững tâm vững lòng. Ăn chay mà ăn đúng, ăn đủ thì luôn khỏe mạnh không sợ thiếu chất đâu. Bé Moon khi 6 tháng đã tập đứng, 8 tháng tuổi đã mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg. Không giấu kín bưng con gái như nhiều nghệ sĩ, Võ Hạ Trâm thoải mái cho nhóc tí đến hậu trường các buổi làm việc của mẹ. Khi còn nhỏ, Moon đã được ngồi máy bay đi du lịch khắp nơi cùng gia đình. Võ Hạ Trâm tự hào khoe, em bé Moon được mẹ cho đi chơi gặp gỡ mọi người nhiều từ hồi bé xíu nên dạn dĩ và thân thiện lắm. Các mẹ mình cũng cố gắng cho con ra ngoài chơi nhiều để em không bị sợ người lạ nhiều. Con gái Võ Hạ Trâm quấn quýt nhà nội ở Ấn Độ. Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas Chauhaji đưa bé Moon, 2 tuổi, sang Ấn Độ thăm gia đình nội, đón ngày lễ Diwali. Lần đầu về quê nội ở Ấn Độ nên lạ lẫm nhưng sau đó cô bé đã nhanh chóng thân thiết với mọi người. Vợ chồng Võ Hạ Trâm đưa con gái Moon sang Ấn Độ đón Tết Diwali hôm 7 tháng 11. Họ trải qua chuyến bay dài từ thành phố Hồ Chí Minh đến New Delhi, sau đó chạy xe hơn 2 tiếng về quê ở Chittorgarh thuộc thành phố Chittorgarh. Ca sĩ cho biết cô và con gái đều mệt sau một ngày di chuyển nhưng hạnh phúc khi thấy mẹ, chị gái và cháu chồng ra đón. Bà nội và các bác chuẩn bị cho Moon nhiều quà tặng như xe hơi đồ chơi, cầu trượt. Tiếp đó, mẹ chồng Võ Hạ Trâm đãi con cháu dùng bữa tại nhà hàng trên cao, nơi cô từng quay MV về với em cách đây một năm. Gia đình Võ Hạ Trâm dự định ở Ấn Độ một tuần đón lễ Diwali. Cô sẽ cùng người thân đưa con gái đi chợ mua pháo hoa, sắm sửa đồ dùng và thức ăn chuẩn bị đón Tết. Diwali còn gọi lễ hội ánh sáng, được tổ chức vào ngày trăng non trong tháng Kartika theo lịch Hindu, thường rơi vào tháng 10 hoặc 11 dương lịch. Vào dịp này, người dân Ấn Độ có phong tục thắp đèn dầu bấc vải, trang hoàng nhà cửa, mặc quần áo đẹp đi thăm người thân. Thức ăn trong năm ngày lễ cũng quan trọng và phong phú, phổ biến nhất là món mithai. Võ Hạ Trâm từng đón Tết Diwali cùng gia đình chồng năm 2019. Cô cho biết rất thích thú khi tham gia các nghi thức truyền thống của người Ấn, bôi binh di, chấm đỏ trên trán và đeo chuỗi hoa màu vàng.